em bận không lên được video. Học của cái âm ly của hộp nhôm này là cái đêm đã thay đổi sang cái màu hộp nổ như bác nha. Trước kia là hộp màu vàng nhưng mà bây giờ là hộp màu nổ nha. Anh em có nhu cầu liên hệ số điện thoại của em là 0976109112 nha. Anh em việc chiết hàng cho các bác trên toàn quốc. Đây kênh YouTube của em là Loa Bán Hàng Rong nha. Chào các bạn, chúc các bạn buổi sáng vui vẻ.